chiếc bánh nhân ngọt tầm trung thôi thì cái năng lượng nó sẽ bằng khoảng một dĩa cơm tấm lớn, hoặc là bằng với hai cái hamburger lớn. Chào các bạn, bác sĩ Mai Phương nhận được rất nhiều câu hỏi của các mẹ bầu về việc là mẹ bầu có ăn bánh trung thu được hay không. Thì hôm nay bác sẽ chia sẻ với các bạn về vấn đề này nha. Thật ra thì mùa trung thu đến rồi, và cái điều hấp dẫn nhất trong mùa trung thu là những chiếc bánh trung thu rất là thơm ngon như thế này. Bánh trung thu thì chắc sẽ là món khoái khẩu của nhiều người, nhưng mà đặc biệt đối với mẹ bầu thì đôi khi mẹ bầu sẽ rất là phân vân là mình có ăn được bánh trung thu hay không. Thì mình cũng sẽ hiểu được là một chiếc bánh trung thu thì thành phần của nó chủ yếu là, đối với bánh nhân ngọt thì là các loại trái cây, các loại hạt, các loại mứt, và bánh nhân mặn thì sẽ là hải sản hoặc là các loại thịt. Với cái vỏ bánh là bột, như vậy thì thành phần nó cũng không phải là một nhóm thực phẩm gì quá đặc biệt. Nếu mình không có dị ứng với các thành phần trong bánh thì mình vẫn có thể ăn được trong thai kỳ. Tuy nhiên là có một vấn đề mình cần phải lưu ý là một chiếc bánh trung thu nhỏ như thế này đây thì cái mức năng lượng nó rất là cao. Ví dụ một chiếc bánh nhân ngọt tầm trung thôi thì cái năng lượng nó sẽ bằng khoảng một dĩa cơm tấm lớn, hoặc là bằng với hai cái hamburger lớn. Thì cái năng lượng cao như vậy nên là mẹ bầu nào mà đang bị tiểu đường thai kỳ hoặc đang bị tăng cân quá mức trong thai kỳ thì mình cũng cần phải tiết chế, lưu ý là mình ăn điều độ, ăn ít thôi. Và đặc biệt với các mẹ mà bị tiểu đường thai kỳ thì cũng nên hạn chế ha. Còn nếu mình có một thai kỳ bình thường, khỏe mạnh thì mình có thể ăn được bánh trung thu không kiêng cữ, nhưng cũng đừng ăn quá nhiều. Đối với trẻ em cũng vậy, các bé mà ăn trên 2 tuổi rồi đó thì con vẫn có thể ăn được bánh trung thu giống như một cái bữa phụ, một món ăn vặt thêm. Nhưng mà mình cố gắng là giữ cái mức là không quá nhiều, ăn ít, ăn vừa đủ thì vẫn được. Chúc mọi người có một đêm trung thu an lành, ấm áp bên người thân, gia đình. Đồng thời là mẹ bầu và các bạn nhỏ, các em bé nhỏ cũng cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe và ăn uống thật là điều độ nha.